có thể cho biết là cái tư duy, tầm nhìn cũng như là những cái dấu ấn trong chính sách của nhiệm kỳ Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tác động như thế nào đến sự phát triển của đất nước và nó tạo những cái động lực gì cho sau đó và đến ngày hôm nay? Như chúng ta đã biết ấy, thì đối với bất kỳ một quốc gia nào, từ trong đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến xây dựng phát triển đất nước, thì cái vai trò của người lãnh đạo, của người đứng đầu ở các cấp là vô cùng quan trọng. Nó có thể là mang tính quyết định rất nhiều. Ở nước ta cũng thế. Từ trong đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chúng ta có Bác Hồ, có Chủ tịch Hồ Chí Minh, có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vân vân. Rất nhiều tướng lĩnh để chúng ta có được một cái cuộc chiến tranh mà giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Trong thời kỳ xây dựng phát triển đất nước cũng vậy. Chúng ta bước ra khỏi cái cuộc chiến tranh thì đất nước ta phải nói là rất nghèo nàn và lạc hậu. Có thể nói là, thậm chí có thể nói là kiệt quệ. Với một cái thu nhập bình quân đầu người lúc đấy khoảng độ 100 đô la Mỹ. Là nó rất là nhỏ bé và rất là nghèo so với các nước. Thì chúng ta lại xuất hiện ra những các nhà lãnh đạo rất là lỗi lạc, rất là xuất sắc. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng hay là Đỗ Mười, rồi đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thế thì để chúng ta thấy rằng là những con người đó đã góp phần xây dựng đất nước, mà phát triển đất nước của chúng ta được như ngày hôm nay, có cái sự đóng góp vô cùng to lớn. Riêng đối với cả cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì luôn để lại dấu ấn trong mỗi con người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Bộ Kế hoạch Đầu tư đã để lại cho chúng tôi rất nhiều các cái dấu ấn. Đặc biệt thì đối với tôi thì tôi rất là tâm đắc bốn vấn đề của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thứ nhất là tư duy. Một con người luôn luôn đi lên từ thực tiễn, trưởng thành từ thực tiễn, luôn bám sát thực tiễn, nhưng lại có một tư duy rất đổi mới, rất cải cách. Ông làm bất cứ một việc gì thì ông đều đòi hỏi là phải cải cách, phải đổi mới. Tại sao không phải là thế này mà lại cứ phải là thế kia? Nên luôn luôn tạo ra được những cái quyết sách phải nói rất là đột phá, rất táo bạo, mà có thể chúng ta lúc đó hay chúng ta hay gọi là xé rào đấy. Đấy, ví dụ như cái khoán 10 của ông Kim Ngọc thì cũng đã được gọi là xé rào trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng cái lúc đó là thành phố Hồ Chí Minh là thiếu ăn, thiếu gạo. Ông đã cho đi thu mua theo giá thị trường. Và được coi đấy là một cái hiện tượng xé rào của trong lưu thông phân phối. Đấy, và được người dân thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây hưởng ứng rất là nhiệt thành, đánh giá rất là cao. Mặc dù lúc ấy quy định của chúng ta, các cái quy định của lúc đó chúng ta không được phép, có thể là sai. Đấy, thì đấy là, nhưng ông đã nói câu như thế này, tôi thì không được nghe trực tiếp, nhưng mà tôi được nghe kể lại, từ thời cha chú kể lại, các thời lãnh đạo trước kể lại. Ông đã nói với bà Ba Thi một câu, rằng nếu mọi người mà đi chạy gạo lo cho dân mà có phải đi tù, thì ông sẽ là người mang cơm đi để thăm nuôi, để cho thấy cái quyết đoán, cho thấy cái trách nhiệm, cho thấy cái tư duy của ông hết sức là mạnh mẽ, và vì người dân, vì hạnh phúc, vì cuộc sống của người dân. Nói về thứ hai, nói về tầm nhìn, ông là con người phải nói có một cái tầm nhìn rất là chiến lược và rất là xa. Ông quyết đoán những cái vấn đề lúc đó là hết sức khó khăn. Tình hình của chúng ta lúc ấy khó lắm. Nguồn lực thì không khó, nhu cầu thì lớn nhiều. Nhưng ông đã làm ra, để lại những công trình dấu ấn như thủy điện, hồ thủy điện, nhà máy thủy điện Trị An, Thác Mơ, khu công nghiệp, nhà máy lọc dầu Dung Quất, đường Hồ Chí Minh, đường dây 500 kV, vân vân và vân vân. Ông để lại rất nhiều công trình tầm cỡ, chiến lược, và để lại đúng là có nghĩa là dấu ấn cho đến ngày hôm nay. Vấn đề thứ ba mà tôi hết sức tâm huyết với ông đó là ông luôn luôn bám sát thực tiễn.
và luôn luôn lấy người dân làm gốc. Và bây giờ Đảng ta đã khẳng định rất nhiều trong các văn kiện, trong các đường lối của chúng ta, người dân phải là trung tâm, là mục tiêu, là mọi cái chính sách của Đảng, của nhà nước thì phải hướng tới cái hạnh phúc của người dân. Thì ông đã làm những cái điều như vậy. Ông cứ cái gì lo cho dân, vì dân là ông làm. Đấy, tôi được nghe kể lại và tôi phải nói rất thấm thía những cái điều đó. Vấn đề thứ tư là ông rất quyết đoán. Người lãnh đạo phải quyết đoán. Nhất là trong những thời khắc cam go, đòi hỏi cái tính quyết đoán của người lãnh đạo. Nếu chúng ta chỉ chần chừ một tí là chúng ta có thể thua trận, chúng ta có thể trả giá rất đắt. Thì ông là những con người như thế. Tôi được nghe kể lại là tại một cái cuộc họp về cái hồ Trị An, thủy điện Trị An, ông có chủ trì một cuộc họp mà khi đó là đã có ý kiến khác nhau. Nhưng ông đã quyết tâm là phải làm. Thì ông vào cuộc ngay đầu cuộc họp thì ông nói ngay một câu: hôm nay mời các đồng chí đến đây họp để bàn, để làm. Còn đồng chí nào không thống nhất làm, mời về. Tức là thể hiện một cái quyết đoán, quyết liệt, mà mãnh liệt lắm. Mà cũng vì đất nước, vì nhân dân. Đấy, thì đấy là những cái mà tôi phải nói thật sự là thế hệ đi sau, nhưng mà rất là tâm huyết. Và hiện nay thì ở trong Bộ Kế hoạch Đầu tư chúng tôi luôn luôn thấm nhuần những cái điều đó. Là luôn luôn làm những cái kim chỉ nam, những cái sợi chỉ dẫn đường để chúng tôi noi theo và học theo. Làm cái gì cũng phải có một cái tư duy đổi mới và cải cách để tạo ra một cái giá trị cao hơn, tốt hơn. Làm cái gì cũng phải có một cái tầm nhìn chiến lược để lâu dài cho đất nước. Để làm cái gì cũng phải hướng tới hạnh phúc của người dân. Làm cái gì cũng phải bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật thị trường. Làm cái gì cũng phải quyết liệt. Đấy, nói là phải làm. Để làm sao chúng ta phải hướng tới làm được một thì chúng ta phải cố gắng làm được hai. Làm nhanh một, chúng ta phải nhanh hai. Làm tốt một, chúng ta phải tốt hai. Tức là phải hiệu quả hơn. Năng suất, chất lượng, hiệu quả nó phải cao hơn. Thì luôn luôn chúng tôi tiếp thu cái tinh thần của bố Thủ tướng Võ Văn Kiệt để triển khai trong cái tư duy và hành động của mỗi cán bộ công chức của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Và chúng tôi cũng chuyển hóa nó vào trong các cái chính sách mà tham mưu cho Đảng, cho nhà nước cũng theo cái tinh thần này. Mà đấy cũng là cái quan điểm của Đảng ta, đó là phải phát triển nhanh, bền vững, phải đổi cho cái công cuộc đổi mới của chúng ta phải thành công để thực hiện được cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước Việt Nam đi đến thịnh vượng, đi đến hùng cường là như vậy. Một câu hỏi cuối cùng, thưa Bộ trưởng, là trên vai trò của người làm kế hoạch và đầu tư, Bộ trưởng nhận xét gì về việc là với những cái tầm nhìn những việc của cố Thủ tướng cũng như là những cái chính sách đúng đắn đã tạo ra những cái động lực gì cho sự phát triển của đất nước? Và với chúng ta thì cái động lực của đất nước ấy, trong cái thời kỳ hội nhập và phát triển như ngày nay thì nó đòi hỏi những cái yếu tố như thế nào thì có thể chung quanh cái câu hỏi này ấy, thì nó có một vấn đề. Tất cả những cái quyết đoán đó phải là những cái công trình mang tính chiến lược, công trình mà có thể tồn tại, có thể làm tạo cái động lực cho phát triển, tạo không gian cho phát triển, tạo nguồn lực cho phát triển. Tất cả những cái quyết sách mà ông làm mà thời kỳ đó thì đang để lại và hiện nay chúng ta đang tận dụng, thì trong thời gian sắp tới cũng thế. Tất cả những cái tư duy hoạch định trong chiến lược phát triển kinh tế, trong kế hoạch phát triển 5 năm, cái chiến lược 10 năm hay quy hoạch lại cái không gian phát triển của đất nước cũng phải mang tính là tầm nhìn xa như vậy, 50 năm, 30 năm, 50 năm. Để làm sao chúng ta có thể đi tắt đón đầu mà tranh thủ được tất cả các cơ hội trỗi dậy một cách nhanh nhất. Chứ nếu chúng ta không có một cái tư duy, không có một cái tầm nhìn tốt, chúng ta sẽ đi chậm, bỏ lỡ các cơ hội và chúng ta có thể trả giá nhiều hơn, tốn kém nhiều thời gian hơn, tốn kém nhiều tiền bạc hơn. Và đất nước chúng ta sẽ không thu hẹp được cái khoảng cách và không tiến nhanh, rút ngắn được, theo kịp được với các nước hiện nay.